Afgelopen maandagavond was het hoofdveld van SKW wederom voor de beloften. In de reservecompetitie is Heracles Almelo de tegenstander en bij de Friesen is Akayobi de captain. Draaier en Halilovic krijgen ook weer speelminuten en ook Van Hou staat opgesteld. We zijn nog maar net begonnen als hier Heracles de bal knullig verspeelt, waarbij Anders Draaier die bal oppikt. En dan is hij er vandoor. Wordt niet meer aangepakt en dan schiet hij Heerenveen al in de derde minuut op een 1-0 voorsprong. Droomstart van jong Heerenveen en goed afgerond door Anders Draaier. En als we verder gaan in die eerste helft, dan zien we ook dat Heerenveen de betere ploeg is. Hier is het Rijn Smit. Zijn schot wordt precies op het juiste moment geblokt door de defensie van Heracles. Hier Doan van Hou. Passeert zijn man en met de buitenkant voet. Schot van Van Hou, maar mist kracht en daarom een makkelijke prooi voor de doelman. Hier interceptie van diezelfde Van Hou. Scheidsrechter vindt het geen overtreding. Mag door en hier Draaier. En ook Halilovic is er langs, dan is het 3 tegen 2. Halilovic op de keeper af. Deze lange doelman bewaakt zijn doel goed. En ook in tweede instantie schiet Van der Heijden die bal over. Grote kans in de uitbraak voor Heerenveen, maar het leidt niet tot een doelpunt. Dan ook eindelijk de eerste kans voor Heracles. Bal komt met een beetje geluk uit bij Dos Santos. Maar ook treft Dorenbus bewaakt haar doel goed. Hoekschop Heerenveen. En Daniel Heu. Goeie kopbal net naast. En nog binnen de minuut opnieuw een hoekschop. Meer Halilovic. En deze keer Rijn Smit. Dezelfde kant op als Heu. Maar ook hij kopt die bal net naast. Dan gaan we rusten. Want het is inmiddels ook donker. En is het Heracles dat het beste uit de kleedkamer komt. Ook uit een hoekschop. Wordt die bal maar net naast gekopt door Lucas Schoofs. Emiel Frederiksen. Die bal op Rijn Smit. Moet het zelf doen. En daardoor is de hoek lastig. En is die bal voor doelman Koen Bukker. Dan vrije trap Heracles. Dorenbus zet zijn muur klaar en dan is daar Dario van den Buis. Perfecte vrije trap in de linkerbovenhoek. En hij zet de ploeg uit Almelo op de 1-1 gelijke stand. Heracles dat dus beter is begonnen in deze tweede helft. Heerenveen heeft nog een half uur lang om dat weer om te draaien. Maar eerst weer een vrije trap, deze keer indraaiend. Maar die bal wordt voorlangs gekopt. Dit is Teun Bijleveld. Harde knal. Die is voor Dorenbus. In tweede instantie gaat hij ook over. Maar dan was het buitenspel. Heerenveen heeft het dus lastig. Hier weer een schot van afstand. Goed geschoten. Mist net precisie. We lopen nu richting de slotfase van deze wedstrijd. Is toch Heerenveen het nog maar eens een keer probeert. Van heel ver, Halilovic. Bal vliegt naast. Echte kansen worden er niet meer gecreëerd. Nogmaals van afstand, nu Anders Draaier. Maar ook zijn schot is geen gevaar. En dan eindigt deze wedstrijd in 1-1. En als we over 90 minuten kijken, is dat ook een terechte. Nay thời tiết rất là đẹp. 1-0. Cho đội nhà sau phút thứ 2. À không phải. À đúng rồi, 1-0. Chưa kịp nhìn, đang quay. Hôm nay thắng to rồi. Bây giờ 10 phút thứ 2, tỷ số đã là 1-0 cho Heerenveen. Hậu hôm nay lại mang áo số 5 như bình thường và đá hậu vệ trái. Đây là Hậu. Yeah.
Hôm nay tớ hết ốm rồi nha. Khỏe rồi. Hello, coach. Hey, Sonny. Đứng ngay bên cạnh tôi là huấn luyện viên trưởng của đội 1. SC Heerenveen đang đứng đúng cái góc của hậu đá. Hy vọng là anh cũng nhìn thấy nhiều cái. Đây, cho mọi người xem huấn luyện viên trưởng. Đây, huấn luyện viên trưởng này. Góc bên kia có rất là nhiều những người tôi cho rằng là ở các bộ phận tuyển trạch của nhiều câu lạc bộ. Họ đi xem và cầm giấy bút đi ghi chép rất là nhiều. Ở đây gọi là đội trẻ nhưng thực ra là tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp có hợp đồng chuyên nghiệp với đội 1, khi mà hôm qua họ không được ra sân hoặc họ ra sân chỉ có mấy phút, như là cầu thủ của đội tuyển Croatia Alen Halilović thì hôm nay cũng đá trong đội hình chính, và những trận này đều được tính điểm ở trong giải của bóng đá Hà Lan. Đấy, như các bạn xem ở giữa kia là Alen Halilović đá số 10. Hậu đá rất tốt, hậu đá rất là tốt luôn trong trường hợp vừa rồi. Huấn luyện viên đứng cạnh gật gù.
Hôm nay là người mà Hậu trực tiếp kèm là cầu thủ mang áo số 7. Bây giờ Hậu lại chuẩn bị ném biên. Bình thường thì có thể nhìn thấy là những ai đang xem và cái dòng mà mọi người comment nó sẽ chạy lên, nhưng mà chả hiểu sao hôm nay nó không chạy. Thế thôi, chả biết gì về kỹ thuật cả, thôi kệ, để nó đấy. Cứ quay cho mọi người xem, chứ bình thường là biết ai xem thì có thể nói chuyện được. Cho đến giờ phút này thì Hậu đã có một cái tức là một cái để lại một cái ấn tượng là rất là chắc chắn, không bị mất bóng. Chả nhìn thấy ai đang xem. Khi mà tôi nói chuyện với ban huấn luyện của câu lạc bộ thì họ rất là coi trọng cái trận đấu này, bởi vì với họ trận đấu này nó cũng quan trọng không kém gì trận đấu ở giải Eredivisie cả. Bởi vì tất cả những cầu thủ mà không được ra sân thi đấu thì đều được cọ sát ở trong những trận đấu như thế này. Và cơ hội ra sân ở đội 1 với tất cả mọi người đều bằng nhau. Kể cả anh có là ngôi sao ngày xưa đang đá ở của Barcelona, hay là từ AC Milan cho mượn, hay là anh là một tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì anh đều phải cạnh tranh một cách lành mạnh và sẽ không có một cái gì ưu ái cho ai cả. Bóng đá chuyên nghiệp là như thế. Hôm vừa rồi xảy ra rất là nhiều những cái tranh cãi là về vấn đề là các fan hâm mộ của Việt Nam rất là tức giận khi mà Đoàn Văn Hậu không được ra thay vào ở trận đấu với đội Venlo, khi mà kết cục đã xong. Nhưng mà với quan điểm của ban huấn luyện và với quan điểm của riêng tôi thì tôi sẽ cảm thấy là xấu hổ khi mà Đoàn Văn Hậu được thay vào khi mà trận đấu chỉ còn có 5 phút hoặc là 10 phút. Đấy mới là cái mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là để làm thương mại, nhưng mà thực ra họ không coi cái đấy là gì cả, mà họ luôn coi yếu tố chuyên môn là trên hết. Hậu đã nói chuyện ở trên sân bằng cái ngôn ngữ bóng đá của mình. Thực ra ngôn ngữ thì ở trên sân, ngôn ngữ bóng đá thì cũng không đến mức nhiều lắm để mà các cầu thủ không có thể giao tiếp được với nhau.
Dĩ nhiên là bắt đầu từ tuần này thì câu lạc bộ cũng sẽ có một người kèm cặp và dạy thêm cho họ bằng tiếng Anh. Cộng thêm nữa là họ cũng sẽ chú ý đến việc dinh dưỡng của một cầu thủ. Sau khi xem tất cả những cái bảng thống kê là Hậu đã phải thi đấu bao nhiêu trận của năm ngoái, thì họ kết luận rằng Hậu cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi cũng như là để thích ứng thêm với đội hình chính. Chứ còn bây giờ mà cho ra ngay thì cũng không giải quyết được việc gì cả, kể cả với Hậu cũng sẽ không tốt. Với một thời gian mà tính cho đến hôm nay thì là vừa đúng 2 tuần kể từ ngày chúng tôi nhận được visa và bay từ Hà Nội sang Hà Lan. Thì tức là Hậu mới đặt chân lên đất nước Hà Lan được có 13 ngày. Thì đã được đăng ký thi đấu trong đội hình chính 2 lần và được thi đấu trong đội hình dự bị. Hôm nay cũng là buổi thứ 2 ngay từ đầu. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái điều gì đó rất là tốt mà chúng ta không cần phải lăn tăn và suy nghĩ nhiều. Các bạn có nhìn thấy Hậu vừa lấy bóng vào vừa rồi không? Rất là tốt. Vừa rồi là Hậu vừa đi bóng vào và thử vào một quả bóng ngoài chân trái. Bóng rất tiếc là đi hơi nhẹ. Từ từ để tôi tắt đi xong rồi tôi bật lại nhá, bởi vì nó không chạy cái hình cái mà ai đang xem lên. Xong rồi tôi sẽ quay tiếp tục.